Vì đây là xóm nhốn nháo nhốn nháo. 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 Vừa 3 giờ sáng tình mơ gà con đang lờ đờ. Tiếng ai ngoài ngõ mừng tình cơn mơ. Thì ra vung tay qua chán lô đề mang nhà ra bán. Nhưng ai đâu ai biết ta đang lầm than. Đã là đàn ông phải sợ vợ, tầm nhìn xa mà mơ mơ. Học người ta rồi ngờ ngỡ, cuộc đời này đâu giống như mơ. Chuyện con xóm khá bà hoa, ngày không thấy tôi lao ra. Về nhà làm hoa mà không lá. Vì đây là xóm nhốn nháo nhốn nháo. Vì đây là xóm nhốn nháo nhốn nháo. Bác Dũng, xin bác dừng chân cho cháu được phép đứng gần bác nha. Gần bác là cháu nhận ra. Bác vẫn đi tiểu và ra toàn đường, đúng không ạ? Này này, cậu cứ liệu hồn. Cẩn thận tôi đá trước mồm cậu. Bác bình tĩnh đã. Này, mà cậu là ai? Ô, bác không nhận ra cháu à? Không à, cháu Đức Mọt Sách đấy mà. Đức Mọt Sách à? Dạ. Dạo này ăn mặc đẹp quá, vòng vàng, kính râm, tôi không nhận ra. Ui, bác để ý đấy, mấy cái này làm cái gì? Mấy cái vật chất này nó chỉ là phù du thôi, bác hiểu không? Cái kính mấy cái áo này cháu mua có mấy chục triệu ở bên nước ngoài đấy, mà có gì đâu. Bác, đợt vừa rồi đi du lịch ở bên nước ngoài, cháu có mua một ít thuốc tiểu đường với cả đồ hàng hiệu về cháu biếu bác. Này, dạ? Tôi nhắc lại một lần nữa với cậu nhá. Tôi không bị tiểu đường. À, thế còn hàng hiệu bác nhận cho cháu? Tôi là con người sống giản dị, liêm khiết. Cho nên là tôi cứ ăn mặc như thế này là được rồi. Chả cần hàng hiệu hàng hiếc gì cả. Ô, thế thuốc tiểu đường với hàng hiệu bác không thích ạ? Không. Thế thôi, thế bác nhận cho cháu cái túi kẹo thành dai dai này kìa. Cháu mua ở bên Paris Saint Germain về biếu bác ấy. Thôi cậu đừng có mồm điêu đi nha. Cái này ở Việt Nam bán đầy. Cậu thích nhá, ra chỗ cô Quyên bán hàng nước kìa nhá. Không phải đâu bác ơi. Cái này là dai dai authentic. Cháu phải mua tận bên Paris Saint Germain. Bên trong có cả chữ ký của Messi. Bác nhận cho cháu vui. Tôi bảo này, cậu cũng chỉ mới có tiền thôi. Cho nên ý, hãy học cách tiết kiệm đi. Không, một thời gian nữa hết tiền lại quay về với cái máng lợn đấy. Bao nhiêu hàng hiệu mua về này giờ không biết tặng ai. Chết rồi. Mấy ngày vừa rồi ở bên Paris quen vị trà đá bên đấy rồi. Giờ về uống cái này không hợp chứ nè. Thôi chỗ này. Trung con đầu đây hả em? Ôi thôi chết rồi. Anh xin lỗi nhá, anh không để ý. Đây. Đèn em chiếc áo Gucci. Áo này nó cũ mặc làm gì em ơi? Bỏ ra. Mày thì bố mày đáng sức mõm mày không? Ê, chết tiệt. Sao bên Paris mình không bao giờ mình gặp những cái thành phần mà nó nóng tính như thế này. Bố nói cho mày biết nha, đừng tưởng có tí tiền máu ai nhá. Hiểu chưa? Chất. Chết tiệt. Ê, anh đi khắp Paris không gặp được ai xinh như em. Ê, tặng em chút quà làm quen. Alright. Ê, chết tiệt. Xinh mà lại câm. Ê, chết tiệt, đừng có cười. Anh sẽ tặng em kẹo thạch dai dai authentic. Ok. Alright. Chúc hai em một ngày vui vẻ nhé. Cô Quyên cho cháu cốc trà đá rát vàng 60 triệu. Ê, chết tiệt, cô Quyên đâu? Quyên về quê rồi anh ạ. Ê, chết tiệt, sao lại về quê? Ở quê có đám ma. Chết tiệt, đám ma có người chết. Sao lại chết được nhỉ? Thay mặt cô Quyên anh trả lương cho em ngày hôm nay trông công luôn. Alright. Thôi em không nhận tiền của anh đâu. Ê, chết tiệt, sao lại không nhận? Em ngồi đây chỉ đi lô đề với bán trà đá thôi. Em không nhận tiền của anh đâu. Ê, chết tiệt thật. Bây giờ chỉ ghi lô đề thôi gì? Vâng. Thế thì ghi hết cho anh. Alright.
Ghi hết à? Anh ghi con gì à? Ê, chết tiệt. Em thích ghi con gì em ghi con đấy cho anh. Anh thích con gì thì anh phải bảo em thì em mới ghi được chứ. Ê, chết tiệt. Thôi được rồi. Ở đây nó ghi là ISO 22000. Ba càng 000. Ba càng. Alright. Chết tiệt. Bị làm sao ấy nhở? Ê, chết tiệt. Tại sao lại không nhận tiền từ thiện của tôi? Ê, chết tiệt. Tại sao quỹ từ thiện lại đóng? Có một chút tiền thôi mà. Ê, chết tiệt. Cứ nhận đi. Anh Đức một sách. Alright. Có chuyện gì vậy? Em trả tiền hôm qua của anh này. Ê, chết tiệt. Hôm qua anh đưa cho em có một cọc thôi, sao hôm nay em đưa cho anh nhiều thế? Hôm qua anh ghi còn 000 đấy. Nó về rồi. Ê, chết tiệt. Nó về 000 thật à? Vâng ạ. Ê, chết tiệt, chết sao này? Nó lại về như này, tôi đưa em cầm lấy đi. Em cầm lấy, em thích làm gì em làm, alright. Không, em không nhận tiền của anh đâu. Em đã bảo rồi, em chỉ ghi lô đề với bán trà đá thôi. Ê, chết tiệt, chỉ ghi lô thôi. Vâng ạ. Đây, em cầm lấy, em thích ghi gì thì em ghi nhé. Anh đánh con gì à? Hôm qua nó về 000 rồi. Thì hôm nay lại đánh 000 tiếp đi. Lại 000 ạ. Hôm qua về rồi, chắc chắn hôm nay nó không về đâu, alright. Dạ, em biết rồi ạ. Alright. Cái gì? Quỹ bên đấy nhận rồi gì? Ôi, alright, bao nhiêu tiền được nhá. Tài trợ đá bóng nữa, ui thoải mái. Thích bao nhiêu tiền có bấy nhiêu, lấy hết đi cũng được nhá. Ừ, alright. Anh Đức, hôm qua đề này về 000 đấy. Cái gì? Ê, chết tiệt thật, tại sao vừa hôm trước nó về xong hôm qua nó lại về? À nhưng mà cái số tiền ấy nó lớn quá. Chủ lô người ta không nhận em không ghi. Ê, chết tiệt, em không ghi thật chứ. Thật ạ. Anh cứ làm chúng anh sợ. Chúng em đã trúng jackpot 100 tỷ. À, sao lại jackpot ở đâu ra đấy thì nhầm rồi, em có bao giờ em mua sổ số đâu. Là em chứ còn ai nữa. Anh ơi, em chưa nói xong. Mặc dù em không ghi nhưng mà cái số tiền người ta trả lại ấy, em mua sổ số hộ anh. Cái gì? Ê, chết tiệt, tại sao em lại mua cho anh? Anh có bảo em mua đâu. Anh ơi, anh có cần gì đến tiền đâu. Anh ơi, anh cầm tiền rồi em cái, nặng quá. Thôi nhá. Cái tiền này tôi không liên quan nhé. Mọi người thích làm gì thì làm. Ừ, tôi... Thế là anh... sao nhỉ? Anh ơi, anh đẩy cái xe bò tiền này về đi. Anh ơi. Tiền mìn lòng suốt ngày. Ôi, đau quá. Tay em tôi, anh ơi. Đau quá. Anh say rượu à? Tay em tôi. Chắc là đang đi ở trên lòng đường này, đang để ngã đấy. Đau quá. Ông đi đứng kiểu gì đấy? Cái gì? Đau quá, gãy tay. Chứ anh đang phi từ dưới đường nên anh ăn vạ em à? Tiền gãy tay rồi, đông đen tiền tôi đi. Tiền đâu mà đi viện bây giờ? À ôi, đau quá. Rồi, thôi. Tôi hiểu rồi. Đau quá. Tiền chứ gì? Đau quá. Đây. Đấy. Thôi ông đi đi. Đau quá. Đau cái gì đứng dậy đi. Thành niên trai tráng điền vã lấy tiền. Suốt ngày tiền cả lòng. Đau hết cả đầu. Đây nhà nó đây rồi. Đây. À, cái thằng này nó tên là gì nhỉ? Đức. À Đức à? Cháu Đức ơi. Cháu Đức yêu quý ơi. Ai gọi gì đây? Đây. Cụ đây. Cụ ạ? Ừ. Cụ nào ạ? Cụ là cụ Đích Tôn. Cháu là cháu Đích Tôn của cụ đấy mà. Đây, có khi băng nhầm ấy. Cháu từ bé trở mồ côi, làm gì có cụ đâu ạ. Không nghe nhầm. Ngày xưa cụ bé cháu, bé tí thôi này. Cụ, à ơi. Thế mà cháu đã quên à? Đúng rồi, ngày trước là cụ toàn bế cháu đấy, cháu không nhớ à? Còn cô là bà cô bên ngoại, em ruột bố cháu. Đã. Cô nghe thấy là cháu trúng sổ số, cô đến chúc mừng. Tiện thể là cháu cho cô với ông tí, nhà cô khó khăn. Cháu hiểu rồi. Thế cụ có muốn gì nữa không? À, cụ chỉ muốn xin cháu một chút tiền thôi. Để sửa lại cái bộ nhai, với cả tốt lại nhan sắc. Cụ sắp lấy vợ. Cụ lấy vợ ấy? Ừ. Thôi rồi, cháu hiểu rồi. Cụ với cả cô đợi nhau tí. Ôi, ngoan. Ngoan thế nhỉ? Ngoan luôn. Đây. Cụ với cô cầm đấy. Cụ với cô về cưới nhau đi nhá. Ôi, cảm ơn. Cháu nói này. Cháu một cô từ bé. Lần sau cụ với cô đừng đến đây nữa. Phải tội đấy.
mồ côi à? Sao mình không biết nhỉ? Về xem lại cái giả phả đi. Không, không, đừng, 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 đừng giết tôi. Tiền đây, tiền đây, đừng, đừng, đừng giết, đừng giết tôi. Tiền đây, tiền đây, tiền đây, tiền. Đáng sợ như vậy. Ôi, anh ơi, đừng lên báo đi mọi người ơi. Đâu, 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 đâu. Ui, thằng Đức Mọt Sách quyên góp toàn bộ số tiền cho hội từ thiện này. Ui, thật à? Anh ấy quả là người có tấm lòng nhân hậu. Ôi, anh Đức kìa. Sao lại nhìn lại sơ sát thế nhỉ? Đức, 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 Đức. Vào đây anh bảo. Dạ. Vào đây. Có gì đi đâu đây? Em định cứ lẳng lặng mà đi. Nhưng mà thôi gặp mọi người ở đây thì tạm biệt mọi người. Từ ngày mai em sẽ không sống ở đây nữa. Sao lại đi? Thú thực với anh là thời gian trước em cứ nghĩ có tiền sẽ giải quyết được mọi việc. Em sống hơi lỗi với mọi người. Bây giờ em cũng nghiệm ra rồi. Tiền không phải do công sức mình làm ra ấy, thì cũng vô nghĩa và không hạnh phúc. Bây giờ em không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Thôi, mọi người ở lại nhá. Ôi. Em đi đây. Đấy, đi đâu? Ở cái xóm này ai chả quý chú. Với cả là chú vừa làm việc tốt vừa từ thiện nên là anh cực kỳ quý chú đấy nhá. Đúng rồi đấy. Ở đây có ai ghét anh đâu. Anh vào đây thì mấy anh mình ra kia là mấy chén lai dai. Alright. Mọi người không giận em ạ? Không. Có gì mà giận, yêu quý mà. Mọi người làm em cảm động. Em đi khắp Paris chưa thấy người ở đâu mà đáng yêu, dễ thương như người ở xóm mình. Khổ quá, thôi đi đi đi. Áo đánh rồi! Tao qua đây! Mày thích ngầu không? Đại ca! Đại ca! Hai con lợn này! Mày cởi hết ra! Múa cho đại ca tôi xem! Thôi thôi thôi!